Kính thưa Thầy, cùng các quý vị ân nhân được sự ủy thác của Thầy, hôm nay em cầm 200 Mỹ Kim xuống để mà giao cho vợ của Trọng. Có chi em cũng xin được ghi lại những cái hình ảnh này để Thầy cũng như các quý vị ân nhân có thể thấy được. Bây giờ có thằng vợ của Trọng, em cũng có nói về lời để cảm ơn Thầy và quý vị ân nhân bên đó. Em cũng có những lời cũng chúc cho Thầy và anh nhân ở bên đó được nhiều sức khỏe dồi dào. Thưa Thầy và các quý vị anh nhân đây, vợ của Trọng khi nãy cũng mới cảm ơn Thầy và các quý vị anh nhân bên đó. Còn đây là Trọng, cũng có nằm liệt tới đây 8 năm trời rồi. Với món quà này giúp cho vợ Trọng có